Rồi à, từ qua giờ thì có một cái vấn đề là nảy sinh, đó là các bạn chưa có làm tốt được bài tập về phân bón. Thực ra thì nó rất là dễ, nhưng em không có gì khó khăn. Những cái bài phân bón thì dự kiện đọc nó rất là dài dòng, nhưng mà để giải được nó thì cần ba yếu tố này. Thứ nhất là các bạn phải tính những cái M lớn của cái phân bón này, nó đục phân tử khối ha. Thứ hai là các bạn sẽ nắm được công thức tính phần trăm khối lượng của một chất trong hỗn hợp. Và điều kiện thứ ba là các bạn phải bị hiểu về độ dinh dưỡng của từng loại phân bón là gì ha. Có ba yếu tố như vậy thì rất là dễ thôi, không có gì khó khăn cả. Thì bắt đầu thầy sẽ trình bày câu 1 cho các bạn ha. Còn liên lý thuyết đọc lại phân bón thì thầy sẽ để ở phần mô tả cho các bạn xem đọc lại ha. Chúng ta viết gọn gàng, đầu tiên ta có 400 g nhá, một loại phân bón ít này. Thì trong phân bón ít này chứa nhiều chất, và trong đó có NH4, amoni hydrophosphate ha. Và đây yêu cầu là nó chỉ chứa A phần trăm cái muối này, A phần trăm khối lượng cái muối này. Thì bạn sẽ phải tính ra cái khối lượng của cái muối này ha. Bạn phải tính khối lượng này. Có phải là chúng ta sẽ lấy 400, 400 đúng chưa? 400 là khối lượng của hỗn hợp. Các bạn nhân cho A phần trăm đúng không? Thì được khối lượng của NH4 hai lần HPO4. Rồi sau đó các bạn sẽ chia luôn cho cái phân tử khối của cái muối này, cái phân tử khối của cái muối này này. Đấy. Phân tử khối của muối này là bao nhiêu? Các bạn bấm máy ha. Phân tử khối của muối này là 132, phân tử khối M lớn này, 132. Vậy thì đây là khối lượng của nó, các bạn chia cho 132 thì ra số mol đúng không? Đây là số mol của muối amoni hydrophosphate. Đó. Bạn hiểu ý này chưa? Rồi, xong một ý ha, đó là số mol. Rồi, sau đó chúng ta trộn với 100 g phân bón Y. Chúng ta trộn với 100 g này. 100 g Y. Đấy. Trong 100 g Y này á thì có nhiều thành phần, mà trong đó là có muối kali nitrat chiếm cái thành phần là B phần trăm để yêu cầu. Vậy chúng ta sẽ phải tính ra cái khối lượng của nó, có phải là chúng ta lấy 100 đó, chúng ta nhân B phần trăm thì được khối lượng của KNO3 đúng không? Sau đó các bạn chia luôn cho phân tử khối này, chia cho phân tử khối của ông này này. Phân tử khối ông này là bao nhiêu? 101 đúng không? 101. Thì đây là khối lượng của nó này. Các bạn chia cho 101 là ra số mol. Rồi, thì đây chính là số mol của kali nitrat. Đó, các bạn tính nó gọn gàng ngăn nắp như vậy được chưa? Thì sau khi trộn 400 với 5 400 với 100 thì chúng ta sẽ thu được, có phải là chúng ta sẽ thu được 500 g một loại phân bón mới, được gọi là phân bón Z không? Đó. Thì trong cái phân bón Z này chứa nhiều thành phần, nhưng trong đó có NH4 hai lần HPO4. Rồi. Với cái số mol của nó chúng ta tính như này rồi, chính là 400 A phần trăm chia cho 132 mol. Rồi, và chứa KNO3 với cái số mol ở đây chính là 100 nhân B phần trăm và chia cho 101 đúng không? Đấy, mol. Thì trong cái loại phân bón mới là chứa thế này. Chứa những cái thành phần khác không có N phosphor, nitơ và kali, và có hai cái loại này. Đúng chưa? Bây giờ để giải A và B. Để giải A và B này thì đề cho chúng ta hai cái con số là 13,3 và 7,05. Vậy ta sẽ hiểu như thế nào về số 13,3 và 7,05 có đúng không? Ta phải hiểu nó về độ dinh dưỡng nào. Rồi, thứ nhất, độ dinh dưỡng theo đạm là cái gì? Độ dinh dưỡng. Độ dinh dưỡng của phân đạm. Đó. Độ dinh dưỡng của phân đạm được tính theo phần trăm khối lượng của nitơ. Đó, tính theo phần trăm khối lượng của nitơ có trong cái phần đạm đó. Có nghĩa là bằng khối lượng của nitơ tổng nè, các bạn chia cho khối lượng của loại phân này 500, nó sẽ bằng nhá. Bằng này. Thế đầu tiên là cái số mol của nitơ thì chỗ này này, bạn để ý cái chỗ mol NH4 hai lần thì nó có hai nitơ ở đây, thì bạn phải lấy cái số mol này này. Đó, bạn phải nhân hai lần thì mới ra số mol của nitơ, đúng không? Thì ta sẽ có hai này. Nhân cho 400 này nhân A phần trăm này chia cho 132 là số mol của nitơ có trong cái muối này. Đúng chưa? Cộng tiếp ở đây có một nitơ này. Đó, thì số mol của nó, số mol của nitơ trong muối kali nitrat cũng là 100 nhân B phần trăm chia cho 101, thì đây là số mol của nitơ đúng không?
tất cả các bạn nhân cho m lớn của ni n là 14 thì nó mới ra khối lượng. Ở đây là số mol. Còn nhân 14 nó mới ra khối lượng, sau đó chia cho toàn bộ cái khối lượng của phân bón, phần trăm khối lượng mà. Ở trên tử này là khối lượng của n chia cho khối lượng phân bón 500 thì nó bằng con số là 13,3, đúng chưa? 13,3%. Đó, 13,3%. Đó là phần độ dinh dưỡng của phân đạm được tính theo phần trăm khối lượng của nitơ, bạn phải hiểu. Rồi, cái thứ hai là gì? Để cho phần trăm khối độ dinh dưỡng của phân kali thì độ dinh dưỡng của phân kali là cái gì, bạn phải hiểu này. Độ dinh dưỡng của phân kali của phân kali chính là bằng phần trăm khối lượng, ở đây nó khác nha, là K2O. Đó, phần trăm khối lượng của K2O có trong cái phân bón đó. Rồi, thì K ở đâu? Bạn phải lấy thằng kali ở đây này. Đấy, kali ở đây. Thì có số mol là đây, số mol của kali đúng bằng cái số mol của KNO3 đúng không? Phải chứ 1 kali. Nhưng bạn đây là số 2 này, số 2 thì bạn phải lấy cái số mol kali để bạn chia cho 2 thì mới ra cái số mol này, có nghĩa là 1/2 nhân cho này 100 nhân B% chia cho 101. Đó, thì đây chính là số mol của K2O. Sau bạn nhân cho m lớn của K2O là bao nhiêu? M lớn của K2O là 94. M lớn K2O là 94 nhân cho 94. Sau đó các bạn chia cho phần trăm khối lượng đúng không? Thì chia cho toàn bộ khối lượng là 500 này. Đó, thì nó mới ra độ dinh dưỡng của nó là 7,05%. Như vậy đây các bạn từ hai cái phương trình này gọi là phương trình 1 và phương trình 2. Từ từ 1 và 2 bạn sẽ bấm được A và B. Được chưa? Từ 1 và 2 bấm A và B. Từ 1 và 2. Đó, các bạn sẽ suy được A bằng B bằng, bấm hệ hai phương trình bình thường. Đó, không có gì khó khăn là bài toán phân bón, thành thật nhé. Không có gì khó khăn là bài toán phân bón. Bạn xử lý những con số cho nó chính xác thôi, nó không có khó khăn gì hết nhá. Rồi bấm máy này. 51 thì thầy nhân ở đây luôn này. 2 x 400 đấy, chia cho 132. Rồi, ở đây là 100 chia 101. Rồi, các bạn nhân chéo này, 13.3 nhân 500 nhân chéo chia cho 14 luôn. Đấy, rồi. Thế, còn ở dưới này thì A là bằng 0, đúng không? A bằng 0, không có A. Thế chỗ này các bạn sẽ nhân chéo này, 7,05 nhân cho 500. Đúng chưa? 500 nhân chéo 94 chia 2 là 47, các bạn chia cho 47 luôn. À đâu? À, hệ số của B là 100 chia cho 101 ha, xin lỗi. Rồi còn nhân qua đây, 7,05 bạn nhân cho 500 để chia này, 1/2 nhân 94 là 47, chia cho 47 luôn. Đó, để bạn bấm này. Đó, A, đó, A bằng 66 này. B là 75,75. Đó, thì các bạn sẽ suy ra tỷ lệ A chia B. A chia B, để bạn yêu cầu là A chia B gần nhất thì bạn lấy A chia B bằng 66 chia cho 75,75 thì nó sẽ ra là 0,871 gì đó, vân vân. Thì đáp án gần nhất thì bạn chọn đáp án là câu D, đúng không? Câu D 0,87. Rồi, đó là một câu về câu thứ nhất. Nó rất là dễ. Tính M lớn cho đúng này. À, rồi, biết tính tỷ lệ phần trăm này, biết áp dụng công thức tính phần trăm này. Và thứ ba là phải hiểu về độ dinh dưỡng của từng loại phân bón. Đấy, để xong câu 1 ha. Là bây giờ thầy đi câu số 2 nè. Rồi, à, câu số 2 ha, một cái loại phân bón nó chứa cả ba cái này. Chứa cả ba cái. Rồi các bạn sẽ phải hiểu như thế nào với cái loại phân bón này nha, mẫu phân bón trên. Thì các bạn cứ giả thiết bao nhiêu gram phân bón tùy. Các bạn cho 100 gram đi. 100 gram phân bón nha. 100 gram phân bón. Rồi. Thì trong 100 gram phân bón chúng ta sẽ hiểu nó gồm có 4 thành phần. Thành phần thứ nhất là những cái thành phần nó không chứa N, P và K. Đó, không chứa N, P, K. Thứ hai là có NH4, H2PO4. Đó, thành phần thứ hai là, thứ ba là NH4, 2 lần H PO4. Thành phần thứ ba là, thứ tư là KNO3. Rồi các bạn đặt cái này là ít mol
Y-mol và Z-mol nha. Rồi, thế thì ở đây thì các bạn sẽ phải hiểu này, hiểu những con số này lần lượt nha. Đây là N, đây là P và đây là K. Đây là độ dinh dưỡng. Đó, các con số này là độ dinh dưỡng. Độ dinh dưỡng của từng loại phân bón. Độ dinh dưỡng của từng loại phân bón ha. Thì từ cái loại phân bón này các bạn phải hiểu ra này, các bạn phải hiểu ra là cái số mol của nitơ, cái số mol của nitơ nó bằng nhau. Các bạn đây này. Đây là x này, đây là 2y, có 2 nitơ đúng không? Là x này cộng cho 2y mol. Đó. Rồi, số mol của phosphor. Phosphor nha. Phosphor đây có một phosphor, đây có một phosphor này thì nó sẽ là x này cộng cho y này đúng không? Thì bạn sẽ suy ra được cái số mol của P2O5 nhá. Thì sẽ bằng là x cộng y chia cho 2 đúng chưa? X cộng y chia cho 2. Đấy. Rồi, cái thứ ba là bạn sẽ tính ra số mol của thằng kali. Kali đây là Z này, đấy, kali là Z. Vậy suy ra số mol của K2O là bằng Z chia cho 2. Để mà phải đổi hết ra những cái số mol này. Đấy, đổi hết à. Tìm hết những số mol ra. Rồi bây giờ mới tận dụng những con số này ha. À đây. Đây đây đây. Thì sẽ hướng dẫn lại từng con số này. 14 là độ dinh dưỡng của phân đạm. N đầu tiên phân đạm là có nitơ thì 14 là con số về độ dinh dưỡng của phân đạm. 1. Độ dinh dưỡng của phân đạm. Phân đạm ha. Thì chính là bằng gì? Phần trăm khối lượng của nitơ có trong cái phần đạm đó. Đúng chưa? Về phần trăm khối lượng của nitơ lúc này là bằng khối lượng nitơ này, đúng chưa? Chia cho khối lượng phân bón là 100 gram này, đó, 100 gram đúng không? 100 gram. Mà đề bài cho là số 14. Vậy các bạn sẽ suy ra được khối lượng của nitơ đúng không? Đây này là 14 gram. Vậy suy ra số mol nitơ là 1 mol. Số mol nitơ là 1 mol thì bạn sẽ suy được cái phương trình gì? Thì các bạn suy phương trình đây này, số mol nitơ này, đó. X cộng 2y bằng 1. Phương trình số 1 được chưa? À, rất là dễ, không có gì khó khăn. Xử lý tiếp con số P2O5. Con số 42,6. 42,6 liên quan tới phosphor, nghĩa là độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá bằng phần trăm khối lượng của P2O5 nha. Cái này là độ dinh dưỡng của phân lân. Độ dinh dưỡng của phân lân. Đúng chưa? Thì bằng phần trăm khối lượng của P2O5 có trong cái phần bón đó, có nghĩa là bằng khối lượng của P2O5 chia khối lượng phân bón 100 gram này, bạn giả thiết ha, bằng đề bài cho là 42,6 đúng không? Vậy có phải suy ra khối lượng của P2O5 là bằng 42,6 gram không? 42,6 gram. 42,6 gram thì số mol của P2O5 là bằng bao nhiêu? Thì bạn bấm thôi nhé. 42,6 bạn chia cho phosphor là 31 nhân 2 cộng 5 nhân 16 142. Vậy 42,6 chia này là 0,3, là 0,3. Vậy 0,3 này bạn có cái gì? Đấy, đây trên này. Đấy. Đó. Đúng không? Thì bạn sẽ suy ra được là x cộng với y chia cho 2 là số mol của P2O5 bằng 0,3. Thì đây là phương trình số số 2, đúng không? Đó là phương trình số 2. Rồi. Phương trình số 3 thì dựa vào 9,4. 9,4 là liên quan tới kali đúng không? Kali là độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng phần trăm khối lượng của K2O. Đó, 9,4 chính là phần trăm khối lượng của K2O. Rồi, thầy đại tiếp này. Và độ dinh dưỡng của phân kali. Độ dinh dưỡng của phân kali chính là phần trăm khối lượng của K2O có trong cái phân bón của nó, có nghĩa là bằng khối lượng của K2O này chia khối lượng phân bón là 100 gram, mình giả thiết đúng không? 100 gram bằng bằng bao nhiêu? Bằng 9,4, bằng 9,4 thì bạn sẽ suy được cái khối lượng của K2O nó là bằng 94. 94 gram, đúng không? 94 gram. Thì mình sẽ suy được số mol của K2O bằng K2O m lớn là 94 và 9,4 gram là 0,1 mol. Đấy, vậy thì suy ra cái phương trình số 3 cái này bạn có gì? K2O đọc này, K2O đấy. Đấy. Suy ra Z trên 2 bằng 0,1 thì đây là phương trình 3. Vậy có phải là từ phương trình 1, phương trình 2 và phương trình 3 thì ta sẽ giải được x, y, z không? Đó, đây này, 1 này, 2 này,
3, từ 1, 2, 3. Giải được x, y, z đúng không? Từ 1, 2, 3. Từ 1, 2, 3. Đó. Thì chúng ta sẽ có x bằng, y bằng và z bằng. Thì z bây giờ thay vào đây là 0,2 đúng không? 0,2, 0,2 mol. Thay ngược lên đây, bạn có y có đây rồi. Thầy còn thiếu niter ở chỗ nào nhỉ? À xin lỗi, niter chỗ này là z nữa các em nhá. Xin lỗi em, niter đây đây niter có z này. Đây phải cộng thêm z. Xin lỗi nha, niter có z. Vậy thì bạn thay z vào đây. Đấy, niter có một chỗ này này, đây, đây ba chỗ, x cộng 2y cộng z ha. À, đây. Vậy thì thay vào đây nè, còn 1 và 2 thôi, z có rồi, 1 và 2 thì các bạn sẽ suy được x bằng đó, 0,4 và y bằng 0,2. Rồi. Ok, rất là dễ đúng không? Vậy bây giờ còn gì? Tính phần trăm khối lượng của NH4 hai lần. Tính phần trăm khối lượng của cái ông này này. NH4. Bây giờ tới đây thì bạn tính tính phần trăm khối lượng cái nào mà chả được nhé. Thế thì phần trăm khối lượng của NH4 hai lần. HVO4 thì sẽ bằng nhá, số mol của nó là chữ y, y là 0,2 nhân m lớn của nó là bao nhiêu? Nhân m lớn của ông này là 18 nhân 2 cộng 1 cộng 31 cộng 64, 132. À, 132. Rồi chia cho cái tổng khối lượng phân bón là 100 gram. Đấy, thì nó sẽ bằng nhân 0,2 chia 100 là 0,264. Có nghĩa là bằng 26,4%. Đó là dễ đúng nha, hai câu về phân bón vô cùng đơn giản. Rồi, như vậy là mong các bạn sẽ hiểu là có ba ý chính. Thứ nhất là chúng ta tính phân tử khối của từng chất cho đúng này. Thứ hai là chúng ta hiểu về phần trăm khối lượng này. Và thứ ba chúng ta hiểu về độ dinh dưỡng của từng loại phân bón. Rồi, và các bạn cứ thế mà làm thôi, không có gì khó khăn là bài tập phân bón nha. Rồi, chúc các bạn thành công. Link lý thuyết đầy đủ thì để dưới phần mô tả các em nhé. Các em có thể tải về và xem và đọc lại.